Xin chào tất cả các bạn. Nhân dịp hôm nay đi làm và đi chào hỏi bố mẹ chồng thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì chúng ta nên chào hỏi như thế nào, hay là trong những tình huống nào thì bắt buộc phải chào hỏi, và những cái tình huống như thế thì nếu mà không chào hỏi thì sẽ xảy ra những cái hậu quả gì, và bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn nhé. Và bố mẹ chồng mình thì đang làm nông ở tít tít đằng kia, và cái ruộng nhà mình thì rất là rộng như thế này. Lần trước thì có một lần là mình đến đây, sau đó là mình đi làm nông luôn mà mình không ra chào hỏi. Mà bố mẹ rất là xa thì mình nghĩ là tí nữa làm thì đằng nào thì cũng gặp nhau thôi, thì chào hỏi cũng được. Ở đây bên văn ở người Hàn Quốc ấy, ở bên Hàn thì họ là phải dù xa đến đâu thì các bạn phải ra chào hỏi đã. Và lần trước thì mình đã bị một lần bị bố mẹ chồng chửi tế tát. Mẹ chồng khi đó thì đã nổi giận rất là to, rồi là nói là ở bên Việt Nam không ai dạy chào hỏi à, rồi là ở nhà thì không có ai dạy, là đi ra ngoài thì phải chào hỏi người lớn à. Thế là mẹ chồng mình đúng nói rất là nhiều và chửi rất là nhiều. Khi mình đã rất là ngạc nhiên, tại vì mình không biết là đã phải xa như thế, cái ruộng nó rất là rộng đúng không ạ, mà khi đó thì cây cối nó rất là nhiều cơ, chứ nó không phải là như cái ruộng nhà mình vừa mới làm xong như thế này đâu. Cây ớt rồi là các loại cây trồng nó rất là nhiều và rất là xa, đi ra thì rất là mất thời gian. Vì vậy mình nghĩ là đi làm đã vội rồi thì đi làm luôn, rồi tí nữa đằng nào cũng gặp thôi. Tại vì cái ruộng ở đây thì tí nữa đằng nào cũng gặp thì chào hỏi cũng được. Thế là khi đó thì mình đã không biết cái văn hóa này, đã bị chửi một trận, và bây giờ mình rút kinh nghiệm, bây giờ vừa đến ruộng cái phải ra chào hỏi ngay đấy các bạn ạ. Mặc dù là tí nữa mình sẽ đi làm việc ở chỗ khác. Và bây giờ bố mẹ chồng mình đang căng lưới, giúp cho mình căng lưới. 안녕하세요, 엄마. Ông ma, 안녕하세요. Ông ma, 안녕하세요. Hôm nay mẹ chồng mình rất là xinh. 아버지, 안녕하세요. Bố mẹ đang rất là bận cắm cọc. Ở bên Hàn thì phải cắm cọc và răng lưới như thế này, tại vì có rất là nhiều những cái động vật ở trên núi. Ở trên núi nhìn thấy kia nó sẽ xuống và nó sang nó ăn ngô, rồi là ăn một số các loại cây trồng nông nghiệp. Vì vậy là nhà mình phải căng cái lưới màu xanh này để chặn cho các loại động vật nó không vào, nó không phá hoại cây cối, không ăn rau của nhà mình. Căng cái dây này thì cũng khá là mất thời gian. Và ở bên Hàn Quốc thì khi mà bạn đã đi đến đâu đó mà bạn có ý định là gặp một ai đó, thì cái việc đầu tiên là bạn phải đến và chào hỏi người đó. Dù chỉ là một câu chào thôi thì bắt buộc dù xa đến đâu cũng phải đến chào hỏi. Chào hỏi sau đó thì mới đi làm với công việc của mình. Nếu mà không chào hỏi thì họ sẽ nghĩ là mình là người thất lễ này, rồi là thiếu lịch sự đó. Hoặc là nếu mà khi mà đi làm ở các công ty, xí nghiệp hay bất kỳ đâu, đi làm ở đâu đó thì gặp ai cũng phải chào. Ngày nào cũng phải chào, chỉ cần gặp là chào. Ví dụ hôm nay gặp bạn A, cô B, bác C, anh D đó, thì tất cả gặp những người đó đều phải 안녕하세요, 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 đều phải chào hết. Và ngày nào cũng phải chào, gặp lúc nào cũng phải chào. Một ngày thì chào lần gặp đầu tiên một lần, và khi về thì chào một lần về đó. Thì thường thì nó có hai cái cách chào như vậy. Đấy là những cái điều chú ý mà khi sống tại Hàn Quốc thì mình nên chào hỏi như thế, để cho người Hàn họ cảm thấy thân thiện hơn, họ cũng thấy vui vẻ hơn, rồi là chào như thế thì sẽ tỏ ra lịch sự hơn. Và trong công việc thì khi mà mình tạo được sự thân thiện cho người khác, tạo được sự thiện cảm đó, thì họ sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Và hôm nay là một ngày nắng khá là đẹp, nhiệt độ bây giờ là 15 độ C các bạn ạ. Tuy vậy thì chồng mình vẫn mặc một cái áo rất là dày. Có lẽ là tại do chồng mình béo cho nên phải mặc áo dày để ép mỡ ra cho nó giảm cân đi. Và cái hàng cây này thì vẫn chưa mọc lá, tại vì thời tiết vẫn còn đang khá là lạnh. Những cái cây này có lẽ là phải tầm nửa tháng nữa nó mới lên lá xanh. Nhìn hàng cây cũng khá là đẹp khi mà không có lá đúng không ạ? Và đây là cảnh quan nông thôn ở Hàn Quốc. Cũng có ruộng, cũng có những cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Ây ô, sáng đi làm rồi bây giờ chiều lại tha mình ra ngoài ruộng các bạn ạ. Bây giờ là 7:12. Đây, 7:12 rồi bây giờ còn tha mình ra ngoài ruộng trồng đây. Bà chị đã đến Sika, phải mình ăn.
아침에 갔잖아요. 아침 조금 갔지. 수업하고 남편 수업했으니까. Sáng thì đi làm từ từ buổi sáng đến lúc 2 giờ bắt đầu mới về. 2 giờ về xong rồi cho chồng ăn uống xong rồi chồng đi dạy, dạy về giờ lại tha mình ra ruộng tiếp các bạn ạ. Trời ơi, đúng là lấy chồng làm nông. À, đấy là cái lý do mà tại sao mà rất là nhiều phụ nữ mà lấy chồng mà làm nông nghiệp ấy thì thường không ở được lâu, tại vì rất là vất vả. Và nhiều người thì ví dụ như không hợp với chồng mà sống lâu với nhau mà cảm thấy không hợp nhau này, rồi tính cách và mọi thứ rất là nhiều bất đồng ấy, thì thường bỏ ra ngoài sống bất hợp pháp. Tại vì lấy chồng làm nông thì thường phải đi làm nông này, rất là vất vả, nắng mưa. Mà cái việc làm nông thì chẳng có cái việc nào là nhẹ cả, đa số là việc nào thì cũng rất là vất vả và mệt mỏi. À, mình thì cũng cố gắng giúp chồng thôi. Vừa giờ thì chồng có nói là bây giờ phải ra làm, tại vì dạo này đang vào vụ làm luống và làm đất để trồng cây. À, nó có vụ cho nên là phải làm rất là nhanh và phải làm rất là nhiều. Vì vậy buổi sáng làm, buổi tối cũng phải đi làm các bạn ạ. Và vợ chồng mình đi làm như thế này thì làm đến khoảng 10 giờ, 11 giờ đêm. À, thường đi làm thì mang theo một cái đèn. Đèn đâu nhỉ? Đây. À, đây, mang theo cái đèn như thế này. Và tí nữa thì đi làm thì sẽ đội lên trên đầu. Ừ, đội lên trên đầu. Đội lên như thế này đó. Đội lên sau đó bật đèn lên là đi làm đến cái lúc đi về. Nói chung là đi làm buổi đêm thì nó có hơi bị muỗi muỗi nhặng nhặng một chút. Thỉnh thoảng thì nó có rất là nhiều những cái con nhạn, con nhỏ nhỏ xíu xíu ấy. Thì đeo khẩu trang thỉnh thoảng nó có chui. Nhiều lúc mà nó nhiều quá đến nỗi mà nó còn chui cả vào mũi. Rất là khó thở. Nhưng mà cũng có tùy theo thời tiết ấy. Có thời tiết thì nó ra nhiều, có thời tiết thì cũng không có. Vợ chồng mình thì đi làm về ban đêm đấy, đi làm về xong bắt đầu mới lại nấu ăn. Ăn đêm cho nên là cũng béo, nói chung là cũng đi làm nhiều nhưng mà đa số là do cái tính chất công việc. Đi làm buổi tối về đêm như thế thì đến 10, 11 giờ bắt đầu nấu ăn. Có hôm nấu ăn xong phải 11 giờ đêm, 11 rưỡi đêm. Ăn uống xong thì nghỉ ngơi, tuy nhiên thì ăn đêm như vậy cho nên là hai vợ chồng ai cũng mập. Mình thì mình thấy đi làm nông thì rất là vất vả. Tuy nhiên thì mình vất vả 1 thì chồng mình phải vất vả 5, vất vả 10. Tại vì đa số là những cái việc nặng nhọc thì đều chồng mình lo hết. Rồi là tính toán trồng cây gì hay là làm xong trồng cây ra thì phải bán như thế nào, thu tiền về. Nói chung tất cả những cái đấy thì chồng mình đều làm hết. Cho nên là ngoài cái việc lao động chân tay thì chồng mình cũng phải lo lắng rất là nhiều nữa. À, vì vậy là giúp được bao nhiêu thì mình cũng cố gắng giúp hết sức thôi. Thì nếu mà bây giờ mà để chồng mình đi làm một mình thì cảm thấy rất là cô đơn. Nói chung là nghĩ thì cũng thấy thương chồng, cho nên là dù vất vả thì cố gắng đi làm với chồng. Nhiều người thì nói là đấy, lấy chồng Hàn Quốc thì ráng mà làm. Thực ra mình nghĩ thì đi làm hay là lấy chồng ở đâu thì cũng phải làm, cũng phải kiếm cơm thôi. Dù hơi vất vả một chút nhưng mà cuộc sống đôi khi cũng rất là vui. Như lúc vất vả thì lôi nhau ra chửi nhau một trận. Nói chung là ví dụ như là chửi chồng việc gì mà cho nhiều thế, tiền đi không cho suốt ngày, chỉ có lôi ra ngoài ruộng bắt đi làm thôi. Tuy nhiên thì nói với nhau vài câu cho nó vui như vậy thôi, chứ thực ra thì mọi thứ nó cũng vẫn ổn. Hiện tại đến bây giờ thì mình từ khi sang Hàn, bắt đầu sang Hàn sang bên này, mình đã phải đi năm ngoái mình đã phải đi làm nông rồi. Và có đợt mà vào cái vụ thu hoạch rau ấy, có đợt mà mình phải nhặt rau đến hẳn 3 giờ sáng ấy các bạn ạ. Tại vì cái rau ấy thu hoạch chỉ trong vòng vài ngày thôi, nó rất là gấp, cho nên là phải làm thông làm đêm và hai vợ chồng cùng làm. Tuy vất vả nhưng nhiều khi nó cũng kiếm được những cái niềm vui trong những cái sự vất vả đó. Giờ đến ruộng ở đây các bạn ơi, đến ruộng thì nó đã tối như thế này rồi và nhà mình sẽ làm những cái luống ở cái chỗ đất còn lại kia, màu đen kia. Đấy, cái phong cách đi làm buổi tối thì là giống như chồng em kia đang đội cái đèn này trên đầu ấy. Và bên Hàn Quốc thì mình chưa có quen ai làm nông, cũng lấy chồng làm nông như mình ở đây, cho nên là không biết là những cái gia đình khác thì làm nông thì như thế nào, có đi làm đêm như thế này không, hay là có giống như vợ chồng của em không. Nếu mà có ai cùng lấy chồng Hàn Quốc mà đi làm nông thì vào tâm sự với em cho đỡ cô đơn, cho đỡ buồn nhé. Và kia là cái máy nhỏ mà chồng hay sử dụng, và cái máy này là máy của nhà em. Và đây là những cái luống, những cái luống để trồng cây mà nhà em đang làm. Trời bây giờ thì cũng khá là tối rồi và chân trời thì ánh sáng đã đang dần lặn đi.
Hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn một số các văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc, và mọi người hãy chú ý khi mà sống tại Hàn Quốc để cuộc sống được thuận lợi hơn, và mình giữ lịch sự với lại tỏ ra thân thiện với người Hàn Quốc nhé. Và hôm nay bây giờ mình sẽ đi làm nông đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé.